Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Trầm Duy Nhất. Thì hôm nay Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật đòn chỏ làm sao để mình đánh nó lực hơn, nó mạnh hơn ha. Vì có nhiều bạn cũng đánh nhưng mà cái đòn chỏ không hiệu quả, thì mình đánh nó rất là uổng. Cho nên hôm nay Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn từ cái phần kỹ thuật cho đến cái phần sức mạnh, làm sao để mình có những cái kỹ thuật đòn chỏ đánh nặng và hiệu quả hơn ha. Đầu tiên là kỹ thuật chỏ ngang. Kỹ thuật chỏ ngang là kỹ thuật mà các bạn sẽ hay sử dụng nhất ha. Đó, ở cái tư thế thủ của mình đứng nè. Ha, một chỗ ngang tay trái, thì một là cái tay trái của mình sẽ dở ngang lên ha. Hai là mình sẽ xoay cái mũi chân trái qua phải, đồng thời chọn ngang trái mũi trước mặt. Ba, kéo về tư thế thủ ban đầu ha. Và thấy là một nè, hai, ba, kéo về. Đó, tương tự chọn ngang phải, một tay phải mình dở ngang, hai mũi chân phải mình xoay qua, đồng thời chọn phải mũi trước mặt. Ba, kéo về thủ bình thường ha. Một, hai, ba. Rồi, khi các bạn quen rồi á thì mình sẽ sử dụng, mình đánh nhanh trái. Kỹ thuật đòn chỏ đẩy cơ bản các bạn ha. Chỏ đẩy cơ bản, một là ở tư thế thủ ha. Một là mình đưa cái chân mình lên nè, bước chân trái lên. Hai, tay trái mình đẩy từ dưới lên. Ba là mình kéo về tư thế thủ bình thường ha. Một là bước chân, hai là đẩy trái, ba là kéo về thủ bình thường. Tương tự chỏ đẩy phải, một bước chân phải chúng ta xoay, hai chỏ phải từ dưới đẩy thẳng lên, ba kéo về tư thế thủ bình thường ha. Một, hai, ba. Đó, khi các bạn quen rồi thì mình sẽ thực hiện nhanh ha, để trái trước. Đó, mình bước chân lên là mình đẩy nha, úp, nửa về, úp. Rồi, tương tự, cho đẩy phải thì mình xoay bên phải, úp. Úp. Đó, đó là cái kỹ thuật mà cơ bản ha, để các bạn cần nắm. Khi mình nắm được cái cơ bản rồi, bắt đầu mình sẽ tập qua sức mạnh. Thì hôm nay Nhất sẽ hướng dẫn cho các bạn tập sức mạnh. Thì khi các bạn thấy cái con dao á mà chặt vô một cái vật gì, mình chặt nguyên một cái lực từ ngoài vô á, thì cái độ nó không bén. Nhưng mà các bạn chặt mà vừa trúng mục tiêu, mình cứa thêm một cái nữa thì nó sẽ bén hơn, mạnh hơn. À, tương tự đòn chỏ thì các bạn để ý ở cái kỹ thuật chỏ ngang. À, khi các bạn đánh thì xoay hết cái biên độ người mình, đồng thời khi mà vừa trúng mục tiêu thì mình sẽ cắt qua một kiếu ha. À, thì lúc đó nó sẽ tăng cái lực cũng như sức mạnh lên nhiều ha. À, gần nè, các bạn thấy cái đồ gần, gần một cái, gần tới cái điểm mà mình cần đánh đó thì mình phải gần một cái, thì đó, lúc đó cái đòn của mình nó sẽ lực hơn, đòn chỏ mình sẽ mạnh hơn ha. À, mình phải gần đó, tương tự cho đẩy lại phải. Đó, khi các bạn quen rồi á thì mình sẽ di chuyển thoải mái để mình đánh gió, để cho cái khi mà cái dai của mình nhuyễn á thì cái đòn chỏ của mình nó sẽ rất là mạnh các bạn. Đó, mình di chuyển ha. Ha, đó là cái phần cơ bản. Còn sau đây thì Nhất sẽ đưa các bạn xuống bao cát để hướng dẫn các bạn vô mình đánh cái bao cát làm sao để cái đòn chỏ của mình nó sẽ lực hơn và hiệu quả hơn. Thì khi mà đánh chỏ vào bao cát á, là nó cũng có hai cái biên độ để mình đánh các bạn. Một là cái biên độ mình sẽ đánh tiếp xúc trực tiếp cái phần chỏ mình vô, còn hai là cái biên độ mình sẽ cắt qua. Đó, giống như cái đòn chỏ khi mình thi đấu cũng vậy, khi các bạn đánh trúng thì sẽ bị rớt hoặc là bị chấn thương, còn nếu đánh sượt qua sẽ bị tét ha. Đó, thì ở đây thì Nhất cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn tập thứ nhất là sức mạnh, thứ hai nữa là mình có cái kỹ thuật đánh trúng. Đó, thì trước khi đánh thì mình sẽ ướm cái chỏ vô các bạn ha, mình ướm sát lại ha, ngay đúng biên độ này đó, ngay cái đúng biên độ khi cái bên trái mình đánh ha. Hai là mình sẽ kéo về đó, mình sẽ uốn chậm trước, bập xoay qua, hai kéo về đó, để mình tập canh được cái biên độ, sau đó thì mình sẽ uốn hết cái phần eo của mình vô. Khi các bạn đánh mà muốn tạo ra một cái sức mạnh thì mình sẽ đẩy cái lực cái bao đi. Đó, cái lực cái bao nó chạy di chuyển. Đó.
thì mình sẽ đánh ra. Thì lúc đó thì nó cái lực tác động vô cái chỏ của mình nó sẽ mạnh hơn, giúp cho cái đòn chỏ của mình nó sẽ tốt hơn ha. Đó, các bạn sẽ đánh hết cái biên độ chỏ ha. Đúng rồi, tương tự bên phải ha. Bên phải mình cũng canh trước, trước khi đánh thì mình sẽ canh cái biên độ. Đó, canh cái biên độ chính xác nhất ha. Đó, cho mình muốn chậm, muốn chậm. Đó, thói quen. Khi thói quen rồi bắt đầu mình sẽ đẩy cái bao đi. Mà chờ cái bao giờ mình sẽ đánh. Đó, lúc đó thì cái đồng chỏ của mình sẽ mạnh hơn. Đó. Đó. Tương tự với cái đồng chỗ đẩy cũng vậy các bạn ha. Phải đẩy, đẩy bao đi. Đó, lúc giờ mình sẽ đẩy cái đồng chỏ mình đẩy mình lên. Đó là mình sử dụng để mình có một cái sức mạnh. Còn khi mà tới cái một cái kỹ thuật cao hơn ở trong cái đòn chỏ, đó là chúng ta sẽ đánh sượt qua. Và sượt qua, khi sượt qua thì rất là dễ bị tét và chấn thương ha. Đó, thì kỹ thuật này chắc chắn là các bạn sẽ rất là ít người biết ha. Mình sẽ đứng sát bao nè. Đó, mình đứng đi cái chỗ ngang trước, sượt qua cái bao cát ha. Sượt qua bao cát xong mình kéo về. Đó. Xong khi tập với bao cát thì mình không đánh trúng bao cát, mình chỉ đánh sượt nhẹ qua cái bao cát thôi. Giống như mình đánh tẻ qua cái chân mày á thì nó sẽ bị tét, chấn thương cao ha. Mình sẽ tập như vậy các bạn. Đó, các bạn thấy cái âm thanh nó đụng rất là nhỏ. Đó, coi nó xước qua như vậy. Đó, nó xước qua như vậy ha. Đó. Đó, nó sẽ xước nhỏ như vậy thôi. Thì khi đó cái chỏ của các bạn sẽ rất là bén ha. À, có một số bạn đánh thời gian đầu nó sẽ hơi nóng ở đây ha, nhưng mà không sao, mình đánh miết thì cái chỏ của mình nó sẽ bén lên ha. Tương tự cái chỗ đẩy cũng vậy, sượt qua các bạn cũng sượt qua. Đó, mình đánh sượt qua như vậy ha. Đó, thì đó là cái kỹ thuật cơ bản để các bạn có thể tập luyện. Thứ nhất là tập luyện được cái cơ bản, xong mình tập luyện được sức mạnh và mình rèn luôn và cả cái độ chính xác của cái đòn chỏ của mình ha. Thì chúc cho các bạn sẽ tập luyện cái bài này một cách thành công ha. Khi thành công rồi thì mình áp dụng, mình sử dụng vô trong thi đấu thực chiến, nó sẽ giúp các bạn hiệu quả. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhấn cho mình một like, một share và đừng quên đăng ký kênh nhé để xem những clip tiếp theo nha. Bye bye.